Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng C, số tự động, quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 màu bạc. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, quý vị và các bạn nhé. Sản xuất năm 2017 thì ở chiếc xe này là sản xuất cuối năm 2017, đã lên được facelift rồi các bạn nhé. Tức là bản facelift này thì đã được thay thế phanh tay là phanh điện tử rồi các bạn ạ. Đấy, nó khác với những chiếc xe sản xuất đầu năm 2017 là phanh tay vẫn là phanh cơ, chưa được lên facelift. Chiếc xe này là phiên bản facelift thì là có phanh tay điện tử, đấy, màu bạc, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về phần đuôi thì các bạn thấy đây, xe cũng đã được trang bị là camera lùi rồi. Đấy, camera lùi đầy đủ các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái cụm đèn hậu này còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới, quý vị và các bạn nhé. Cụm đèn hậu này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả, quý vị các bạn ạ. Rất là mới luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Camera lùi đây, xe có được sẵn đầu DVD, màn hình camera lùi, đầy đủ option của một chiếc xe Mazda 3 các bạn nhé. Ở cái phân khúc hạng C cho nên là option cũng tương đối là nhiều rồi. Đấy, và dàn lốp Michelin vừa mới thay xong, rất là mới. Đây, cả một cái dàn lốp Michelin vừa mới thay xong, còn mới nguyên quý vị các bạn nhé. Bremacy 4, tức là cái dàn lốp Michelin xịn nhất của Michelin rồi. Rất là đẹp các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 bản facelift này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, phiên bản này phiên bản facelift nhá, phanh tay điện tử này. Đấy, phiên bản trước đó là phanh tay cơ, vẫn còn là cái cần kéo rất là to. Đấy, chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp, vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi các bạn nhá. Rất là mới luôn, keo chỉ nguyên bản này, keo chỉ táp bi cánh cửa này còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Nội thất ghế da, từ táp bi cho đến ghế đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Ở những chiếc xe Mazda 3 thì nó cũng giống như là Mazda 2, đều có phiên bản hatchback, phiên bản sedan. Khác với phiên bản Mazda 2 thì ở Mazda 3 nó có cả phiên bản 1.5 và phiên bản 2.0. Chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là ở cái phiên bản 1.5 quý vị các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Quý vị và các bạn xem kỹ cho tôi. Đây là cái phần keo chỉ của cốp sau quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là keo chỉ nguyên bản này. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn nhé. Rất là mới luôn. Đấy, chưa mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản hết này. Và cái cốp sau của chiếc xe Mazda 3 thì rất là đẹp đây, rất là rộng luôn. Và đẹp thì cái nỉ này còn rất là đẹp này. Đấy, quý vị và các bạn xem kỹ cho tôi những cái phần nỉ này, tôi quay thật chi tiết này. Lớp sơ cua cũng còn mới tinh quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ về những cái phần khoang cốp sau này cũng còn rất là mới này. 2017 tính ra là đã sử dụng được 6 năm rồi. Đấy, nhưng chiếc xe rất là đẹp, mỗi một năm chạy hơn 1 vạn km, vì chiếc xe này là chạy hơn 6 vạn km rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Tôi đang quay tại bãi xe của tôi cho nên là để nó hơi chật một chút quý vị và các bạn nhé.
lúc nào mà có thời gian rảnh thì tôi sẽ đem ra ngoài quay thì nó rộng rãi hơn. Lắp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ về nội thất phía sau đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh và bấm tay để mở cửa quý bạn nhé. Đây, bấm tay, kể cả cánh cửa bên phụ cũng bấm tay để mở cửa được. Đấy, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ tắp đi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh. Tay phanh thì chiếc xe này là phanh tay điện tử rồi. Đấy, vô lăng, cần số này đều rất là đẹp các bạn nhé. Phanh tay điện tử. Đấy, rất là mới luôn. Nội thất ghế da rất đẹp luôn quý bạn nhé. Đây là tem nhà sản xuất này, số khung rất là đẹp, 8683. Chỉ nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu thì là gập điện. Toàn bộ về ngoại thất và nội thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem về cái khoang động cơ. Đấy, khoang động cơ thì là toàn bộ từ những cái ốc capo đây. Ốc capo cũng nguyên bản, chưa có vết tháo này. Keo chỉ capo còn nguyên bản hết luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn nhé. Đấy, capo còn nguyên bản này. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, keo chỉ capo, ốc capo còn nguyên bản hết luôn này. Toàn bộ những cái khoang ốc ở trong cái động cơ này cũng đều là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Từ những cái ốc giảm xóc. Đấy, ốc giảm xóc còn nguyên này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Động cơ thì rất là mới. Đây, toàn bộ số máy này. Nhìn rõ luôn số máy này. Ốc giảm xóc còn nguyên luôn quý vị và các bạn nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít. Và động cơ của Mazda bây giờ được cải tiến rất là nhiều rồi, cho nên là tiết kiệm nhiên liệu, rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ nhà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đấy, 318 này, 320 đường Nguyễn Xiển quý vị và các bạn nhé. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.